Con đây là con bậc lửa xưa của Nhật nha mấy anh, 70 tuổi rồi, từ thập niên 50 tới giờ là nước cơ rôm còn rất là sáng nè. Đó, nước cơ rôm còn rất là sáng luôn ha. Em cầm vậy nó hơi bị ngược á, em để cái điện thoại đằng sau nè, em quay cái tay em lại nó rất là ngược. Đó, lửa ha, cho mình dễ hình dung. Đó, đây cho mình dễ hình dung ha, để chung với lại gói thuốc cho mình dễ hình dung. Dòng này á, ngoài giá trị sưu tập ra thì mấy anh sử dụng rất là ok nha. Mấy anh sử dụng á, nó giữ xăng lâu lắm, dòng này giữ xăng rất là bền nha mấy anh. Dòng này giữ xăng rất là bền. Em không có hút thuốc nhưng mà khách em xài rồi, khách em review là riêng dòng này giữ xăng rất là bền nha. Đó, giữ xăng rất là bền, logo của nó nè, dùng gần cho mình coi. Đó, dùng gần cho mình coi ha. Nó có, nó là đồng mà crom, nó có trầy crom một chút xíu thì nó ra đồng, ở trong nó là đồng khối, nó là vàng khè. Mình khỏi lo, khỏi sự cũ đi ha. Đó, khỏi lo, khỏi sự cũ, là đồng khối đó. Nhưng là giá trị sưu tập rất là cao. Con này á, mấy anh xài á, rất là tiện, bỏ vô có thuốc được nè. Mấy anh nhét vô cái quần sọc của mấy anh dạo này đàn ông em thấy đa số là mang quần sọc á, rất là tiện ha, nó không có nặng túi mấy anh sử dụng rất là tiện. Em bán thì quá là rẻ luôn, có mấy trăm ngàn bạc mấy anh đi mua với mấy con quẹt China hả, xong rồi xài một thời gian là nó bánh xe của nó là bay à, nên là hả, mua quẹt của em vừa giá trị sưu tập mà vừa xài rất là ngon ha. Con này của Nhật nha, vừa sưu tập đồ cổ mà vừa sử dụng rất là ngon nha, đồ Nhật mà xài rất là bền.